Việc thải độc cơ thể là một quá trình cần thiết để duy trì sức khỏe toàn diện, giúp loại bỏ các chất độc hại, tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện năng lượng. Dưới đây là 5 bí quyết giúp cơ thể bạn thải độc tự nhiên, dễ dàng thực hiện tại nhà. 1. Tập thể dục đều đặn. Tập thể dục giúp cơ thể đổ mồ hôi, đây là một cách tuyệt vời để loại bỏ độc tố thông qua da. Đồng thời, tập luyện còn tăng cường hệ tuần hoàn và hô hấp, giúp cải thiện quá trình trao đổi chất và thải độc hiệu quả hơn. 2. Ngủ đủ giấc. Giấc ngủ là thời điểm cơ thể tự sửa chữa và loại bỏ các độc tố. Khi bạn ngủ, gan và các cơ quan khác có thời gian để nghỉ ngơi và xử lý các chất độc hại. Đảm bảo ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm để cơ thể có đủ thời gian phục hồi và thải độc một cách tự nhiên. 3. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào Khỏi sự tấn công của các gốc tự dơm và giảm nguy cơ tổn thương do độc tố. Bổ sung các thực phẩm như quả việt quất, dâu tây, cải xoăn và các loại hạt để hỗ trợ thải độc tự nhiên. 4. Uống nhiều nước. Nước là chìa khóa giúp cơ thể bạn thải độc qua mồ hôi, nước tiểu và phân. Uống ít nhất 2 đến 3 lít nước mỗi ngày để đảm bảo cơ thể luôn đủ nước. Nước cũng giúp gan và thận hoạt động hiệu quả, là hai cơ quan chính chịu trách nhiệm lọc các chất độc ra khỏi máu. 5 giảm tiêu thụ đường và đồ ăn chế biến. Đường và các thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều chất phụ gia và hóa chất gây hại cho cơ thể. Việc giảm thiểu lượng đường và đồ ăn công nghiệp không chỉ giúp giảm gánh nặng cho gan mà còn giúp cơ thể dễ dàng loại bỏ các chất độc tích tụ lâu ngày. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.